感谢台湾人民共同写下了民主的新页，并向世界展现了对民主体制的珍惜。这是我们永不放弃的坚持。 Phó Tổng thống mãn nhiệm Lại Thanh Đức đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống với hơn 40% lá phiếu ủng hộ. Chiến thắng của ứng viên với lập trường chống Bắc Kinh khiến người dân Đài Loan kẻ mừng người lo. Mặc dù giành chiến thắng trước đối thủ thân Bắc Kinh Hồ Hữu Nghi, nhưng đảng của ông Lại Thanh Đức lại không giành được đa số tại Quốc hội. Unfortunately, I think the election results entail that there will likely be a rocky period of cross-strait relations. Now, however, Beijing is going to look at DPP that has about 40% or so of the vote only and lose its majority in the parliament. And Beijing is going to think maybe if this pressures Taiwan a little bit harder, it'll be enough to make a difference in the next election. And so Beijing has reason to want to push rather than trying to extend the olive branch. So that's going to entail instability likely going forward. Là con trai của một thợ mỏ, tốt nghiệp trường đại học Harvard của Hoa Kỳ, Tổng thống tân cử Lại Thanh Đức, 64 tuổi, sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 20 tháng 5 tới.